Một người đàn ông U50 ở thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định xăm giấy đăng ký kết hôn, vé máy bay lên tay của mình hậu hôn lễ. Ít ai biết rằng, đằng sau lại ẩn chứa một chuyện tình đặc biệt. Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao trước câu chuyện về người đàn ông U50 chơi lớn khi quyết định xăm hình chụp giấy đăng ký kết hôn và vé máy bay lên chính cánh tay của mình. Qua loạt ảnh, có thể thấy hình xăm có đường nét sắc sảo, công phu, nổi bật lên rõ các thông tin của cặp đôi vừa kết hôn. Sau khi hình ảnh về chiếc tay có hình xăm đặc biệt được chính chủ đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác và chia sẻ. Không ít cư dân mạng ngỡ ngàng trước kiểu hình xăm thú vị có 102 này. Được biết, nghệ nhân đằng sau hình xăm gây sốt mạng xã hội thời gian gần đây tên là Chung Tadashi đang làm việc tại một tiệm xăm có tiếng. Theo đó, nhân vật chính sở hữu hình xăm giấy kết hôn và vé máy bay trên tay là Võ Tiến Quân, sinh năm 1980, hiện sinh sống ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Quân vừa tổ chức lễ cưới ngọt ngào cùng với người vợ Võ Thị Tường Vi sau một thời gian dài chung sống. Vì trân trọng tình yêu và muốn lưu giữ kỷ niệm của hai vợ chồng, anh Quân đã không ngần ngại xăm tờ giấy kết hôn lên tay của mình. Theo chia sẻ của người nghệ nhân xăm, anh Quân và chị Vi là bạn học cũ, đã có thời gian quen biết nhau từ trung học. Sau này, cả hai đều lập gia đình và có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, cả anh Quân và chị Vi không mấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy nên đã quyết định ly hôn. Một thời gian sau đó, cặp đôi gặp lại nhau và gắn bó cho đến bây giờ. Năm 2023, chị Vi cùng gia đình sang Mỹ định cư, còn anh Quân vẫn làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Trong thời gian xa cách, họ nhận ra đôi bên đều cần nhau nên quyết định tiến đến hôn nhân. Chị Vi như một nửa hoàn hảo với anh Quân nên ngay sau khi có giấy kết hôn, anh đã ngay lập tức đến tiệm xăm để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt này. Hình xăm mô phỏng giấy đăng ký kết hôn được thực hiện trong gần 5 giờ đồng hồ. Đây là hình xăm chi tiết nhỏ, đòi hỏi độ chính xác cao, không được sai lệch dù chỉ một ly. Do đó, người nghệ sĩ phải tập trung cao độ trong nhiều giờ liền. Trong lúc thực hiện, người thợ xăm sử dụng loại kim mỏng nhỏ và thao tác tỉ mỉ để biến tờ giấy đăng ký kết hôn thành một bản sao với kích thước nhỏ hơn, vừa vặn trên tay của khách hàng, nghệ nhân xăm hình chia sẻ. Trao đổi với phóng viên, anh Võ Tiến Quân xác nhận thông tin mình xăm ảnh giấy đăng ký kết hôn lên tay để kỷ niệm tình yêu là sự thật. Ngày còn là cậu học sinh cấp 2, anh Quân và vợ hiện tại học chung một trường. Thời điểm ấy, anh đã có cảm tình với cô bạn xinh đẹp, nụ cười rất duyên. Dẫu vậy, tình cảm vẫn chưa đủ lớn để vượt qua thời gian. Do đó, khi trưởng thành, cả hai đều có gia đình riêng. Đến năm 2015, sau ly hôn vợ cũ, anh Quân có cơ duyên kết nối lại được với chị Vi thông qua mối quan hệ bạn bè và biết được đối phương cũng đã ly hôn. Sau đó, cặp đôi tìm hiểu nhau và quyết định dọn về sống chung nhà nhưng chưa chính thức là vợ chồng. Giải thích về chiếc vé máy bay, anh Quân tiết lộ đó là thông tin vé máy bay của ngày chị Vi đi Mỹ. Anh xăm vé máy bay lên tay mình cũng để giữ lại kỷ niệm khó quên trong đời. Rồi khi Vi trở về Việt Nam, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Đám cưới xong, chúng tôi mới đi làm giấy đăng ký kết hôn. Chúng tôi đều đã trải qua một lần đò và có tuổi nên rất trân trọng tình yêu này. Sau khi Vi trở lại Mỹ để giải quyết một số công việc, tôi quyết định xăm hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của cả hai lên tay, bên cạnh hình xăm vé máy bay đã xăm trước đó. Tôi xăm hình ảnh ấy như một cách đánh dấu kỷ niệm, thể hiện sự trân trọng của mình đối với tình yêu này. Hơn thế, tôi xăm để mỗi ngày nhìn thấy nó, tôi có thêm động lực trong cuộc sống, anh kể.